Ném đây cho em đi Đồng Tháp này, đi Đồng Tháp này. Rất nhiều công trình đang đợi. Đây đang nghiến loa nha anh em. Ta lại được lên giúp bơ nè, phải làm nhà chim đây mà chắc đủ làm réo rành luôn gì và mình mở gì đâu hả? Giờ sáng giờ bác chăm lo chưa hả? Nhiều chứ. Cái mình trồng ở Hòa Xuân nha đó. Chuyên gia đi ống nhảy nha anh em, anh nào có nhu cầu cứ việc liên hệ với anh nha. Bao đẹp luôn, bao đẹp luôn, bao làm là ở chứ không không phải cần bao luôn, làm là ở kỹ sư mà. Thấy cách cầu loài của anh công mà. Quá chuyên nghiệp đúng không? Quá chuyên nghiệp luôn. Anh đi bác các tỉnh nhờ anh em. Làm xong rồi bấm sạch sẽ luôn nha anh em. Anh em nào có nhu cầu làm sửa sang lại nhà chim mà kêu ảnh liên hệ anh nha. Mấy là kinh nghiệm không? Thì anh làm bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi mà. Lấy tiền thì chắc cũng nhiều rồi đó. Đó. Bác kiểu đứng ngửi người mẫu nha anh em. Anh công công sớm muối anh em. Công về chân á. Cái loa này kêu thanh không? Mở lần nào chưa? Hả? Loa kêu hay lắm. Nó được bao nhiêu watt ta? Nè em quên coi được bao nhiêu watt. Kỷ niên đang làm nhà chị biến này. Đó, thấy chưa? Mình đang quay cái dòng này. Kỷ niên làm nhà chị biến này. Đó. Đó. Đây là đang đi đường loa nha. Đó, nhìn thấy chưa? Đó. Đây là loa nha.
Kia là kia nít nè. Bây giờ công lên tôi bay em đâu lên cơ tôi bay luôn nha. Hả? Cái gì? Lên mình trên truyền hình luôn chứ. Là bác nhốt vậy. Đó, kỹ sư nhảy với nhà này. Nữa cái suy nhà yến như đàng hoàng đang làm nhà yến nha anh em. Kỹ thuật này đang bắt đó lo đó bây giờ đóng gỗ luôn tốt luôn thấy chưa, mình đang làm nha.